xin kính chào các bậc phụ huynh, chào tất cả các con. À, hôm nay chúng ta học buổi đầu tiên của năm mới. À, hôm trước thì chúng ta có một buổi gala để báo cáo những cái việc làm trong dịp Tết, à, chia sẻ những cái cảm nhận của chúng ta, những kỷ niệm của chúng ta trong dịp Tết cũng rất là ý nghĩa. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu học tập phép tắc người con ở những cái câu kinh văn tiếp theo à, hôm nay chúng ta sẽ học uh, câu khổ số 5 trong chương 1 ở nhà phải hiếu <laughs> cha mẹ thích dốc lòng làm cha mẹ ghét cẩn thận bỏ thân bị thương cha mẹ lo đức tổn thương cha mẹ tuổi cha mẹ thương hiếu đâu khó cha mẹ ghét hiếu mới tốt cái việc đầu tiên để học phép tắc người con đó là chúng ta phải học thuộc lòng các con phải học thuộc lòng cái quyển phép tắc người con này từ khổ thứ nhất cho tới khổ thứ ba 7 bốn bảy chương chúng ta đều phải thuộc lòng ừ. nói khổ số năm là chúng ta biết ngay là cha mẹ thích dốc lòng làm khi chúng ta học thuộc rồi thì chúng ta mới bắt đầu cầu giải thích, các thầy cô sẽ giải thích cho chúng ta, cha mẹ sẽ giải thích cho chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu thực hành. Và điều quan trọng nhất không phải là dừng lại ở học thuộc lòng mà chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải làm được. Ví dụ như là cha mẹ thích dốc lòng làm. Vậy thì chúng ta phải xem xem là cha mẹ thích ở chúng ta điều gì. Thì tuần này chúng ta có thể dùng giấy bút chúng ta ghi ra cho thầy. 5 đến 10 cái cái điều mà cha mẹ mong muốn ở nơi mình. Đó, cha mẹ thích cái gì? Rồi hay là cha mẹ thích món ăn gì? Hay là cha mẹ thích màu gì? Vân vân, chúng ta tìm hiểu xem sở thích của cha mẹ và cái mong muốn của cha mẹ đối với chúng ta là gì. Thì các con phải hiểu được bởi vì cha mẹ thì biết chúng ta thích cái gì rất rõ tính cách của đứa này như thế nào đứa kia như thế nào thích món ăn gì thích màu gì là cha mẹ biết nhưng mà các con thì thường lơ là không có để ý cho nên không biết cha mẹ thích cái gì nhiều bạn hỏi là cha mẹ con thích ăn món gì con không biết cha mẹ con thích điều gì ở con con cũng không biết rất là vô tâm không có để ý gì cả cho nên là các con Cái câu này là nhắc chúng ta là gì Một người con hiếu thảo Với cha mẹ Là phải thường để cái tâm mình ở nơi cha mẹ Chúng ta xem là cha mẹ mình mong muốn chúng ta điều gì Bây giờ thầy hỏi các con là cha mẹ mong muốn ở chúng ta điều gì nào Có bạn nào biết không Bạn nào biết nào Giơ tay thầy xem nào Cha mẹ mong muốn ở các con điều gì nào Bạn Đức Trí trả lời cho thầy nào Đức Chí bật mic lên con À Bạn Đức Chí nói là cha mẹ mong muốn các con Ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ Rất chính xác Bạn nào có thể nói thêm cho thầy là Cha mẹ thích ở nơi chúng ta điều gì nữa nào Nào các con suy nghĩ xem nào Nào bạn nào trả lời thầy nào Bạn Quang Khải nào Ừ. 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 À, rồi, bạn Quang Khải đã trả lời được rất là nhiều những cái nội dung, những cái sở thích, những cái mong muốn của cha mẹ đối với mình. Ừ. Như vậy là chúng ta hiểu được thì chúng ta mới có thể thực hành được. À bạn uh, Thiện Bách nào? Bạn Thiện Bách. Bạn Thiện Bách hay là bạn Khang nhỉ? hai bạn này thầy hay quên tên lắm nào mời con giơ tay trả lời đi à ừ con... à, <laughs> <laughs> um, cha mẹ cũng thích các con cẩn thận không được nhảy nhót đúng rồi tiếp theo nào thầy mời bạn bảo nhi nào bạn bảo nhi giơ tay cao trả lời nào dạ, con ừ rồi bảo nhi trả lời rất tốt bảo nhi còn bổ sung thêm nữa là đặc biệt là sức khỏe phải có sức khỏe phải khỏe mạnh để cho cha mẹ yên lòng rất là chính xác rồi bạn nào muốn trả lời nữa nào giơ tay nào bạn minh nhật nào À, đúng rồi Bố mẹ muốn con cái ngoan ngoãn và hiếu thảo <laughs> Cha mẹ chúng ta Bất kể ai Là cha là mẹ của bất cứ người nào Đều chỉ có một mong muốn là con của mình Trưởng thành Ngoan ngoãn Hiếu thảo Biết nghe lời ông bà cha mẹ có sức khỏe, không bị ốm đau, bệnh tật. Mong muốn chúng ta như vậy. Vậy thì chúng ta là con, thì chúng ta phải biết cách để mà làm mãn cái nguyện của cha mẹ. Ví dụ như là, muốn chúng ta khỏe mạnh, thì như hôm trước, cái bài đầu xuân đấy, thầy Phúc Hoàng nói đấy. Hiếu thảo cha mẹ, điều đầu tiên là phải giữ gìn thân thể cho khỏe mạnh. Đấy. Thân thể mà không khỏe mạnh thì lại khiến cho cha mẹ buồn Cho nên là chúng ta phải giữ gìn thân thể cho cho khỏe mạnh Vậy thì giữ gìn thân thể khỏe mạnh chúng ta phải làm cách nào? Ví dụ như là mùa đông thì phải giữ thân thể cho ấm áp Mùa hè thì phải mát mẻ Mùa hè mà các con mà chạy ra nắng mà trang nắng Thì rất dễ bị ốm Mùa đông mà mặc quần áo phong phanh thì cũng rất dễ bị ốm Đấy. Ví dụ như là các con không được thức khuya này Hôm trước các bạn thức khuya chơi game Mẹ có nhắn tin cho thầy Phát hiện ra là nằm trong chăn xong là chơi game đến 1-2 giờ sáng Vậy thì làm sao mà mà có sức khỏe Không những không có sức khỏe mà còn che thông minh hư tâm trí Đấy, thì không có sức khỏe và bây giờ thì đặc biệt là ăn uống các con ăn uống là rất nhiều các vấn đề về ăn uống chúng ta không được ăn uống những cái thứ mà nó nó không rõ nguồn gốc không rõ xuất xứ thầy thấy các bạn là học sinh của thầy ấy, chia nhau mấy cái miếng bò cay này tăm cay này chia nhau để ăn thầy không biết là nó có ngon hay không nhưng mà thầy ngửi mùi là thầy đã sợ rồi đấy. các bạn cầm ở xa xa nhưng mà ở phía này thầy vẫn nghe thấy cái mùi đấy ở trong lớp chỉ cần một bạn có một cái gói tăm cay hay là cái gói bỏ khô gì đấy thôi là nó dậy hết cả lớp lên các con bị cái mùi thơm này nó nó mê hoặc cái sao ấy. các con rất là thích ăn cái này nhưng mà các con biết không? Đây đều là những cái thứ mà nó không rõ nguồn gốc, ăn vào là rất dễ sinh bệnh. Ăn uống chúng ta phải ăn đúng giờ, không được ăn no quá. Không được ăn quá mặn. <laughs> không được uống nước lạnh, không được ăn đá, vân vân. Đấy đều là để giữ gìn thân thể cho nó khỏe mạnh, bởi vì cha mẹ thích chúng ta khỏe mạnh, cho nên chúng ta là người con hiếu thì chúng ta phải làm cho cha mẹ yên tâm không được lo lắng thì đó đó chính là cha mẹ thích ừ, dốc lòng làm và chúng ta cũng quan tâm thêm xem là cha mẹ mình thích ăn món gì có nhiều bạn đã biết nấu ăn rồi <laughs> bố mẹ cũng đã giao cho nhiệm vụ làm một bữa ăn để nấu ăn cho cha mẹ nhưng nếu như mà chúng ta mà không được học ấy thì cứ món nào mình thích thì mình mới làm, còn món nào mà bố mẹ thích thì mình không làm. Món nào mà mình thích thì mình mới nấu. Đúng không? Còn món nào bố mẹ thích thì mình cũng không quan tâm. Một người con hiếu thảo là phải để ý xem bố mẹ mình thích cái gì. Khi mà con cái mà biết được sở thích của cha mẹ thì cha mẹ rất là vui rất là vui bởi vì cái đứa con này nó không vô tâm nó quan tâm tới cha mẹ mà còn nhỏ như các con mà biết quan tâm tới cha mẹ thì lớn lên thì chắc chắn là các con sẽ càng càng quan tâm cha mẹ hơn nói ví dụ như là hôm nay mẹ mệt thì chúng ta nhìn là chúng ta biết hôm nay mẹ vui chúng ta nhìn chúng ta biết hôm nay mẹ không được vui chúng ta nhìn chúng ta cũng phải biết đó là nhìn sắc mặt của cha mẹ để chúng ta biết được là hôm nay cha mẹ vui hay buồn. Hả? Cha mẹ đang có việc gì? Ví dụ như cha mẹ đang buồn mà chúng ta cứ hỏi liên tục, chúng ta cứ quấy nhiễu. Cái điều này là nó cần một cái sự tinh tế lắm đấy. Các con mà không để ý ấy, là sau này các con rất dễ vi phạm với người khác. Thầy nói ví dụ như là bạn Nhân Minh, thầy nhắc có một số việc là bạn nhân minh vẫn chưa sửa được đó là khi mà có những lúc mà thầy đang nói chuyện điện thoại với các thầy cô thì lại gọi để mà hỏi hỏi để hỏi tức là người khi mà cha mẹ đang bận mình lại lại hỏi không biết là ở đây có bạn nào có 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 khi khi việc như vậy hay không tức là bố mẹ đang bận một cái việc gì đó thì mình lại gọi để hỏi. Tức là không có để ý đến cái việc của bố mẹ, chỉ nghĩ đến việc của mình thôi. Đấy. Thì như thế cũng chưa được. Không có sự nhạy cảm. Rồi, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Vậy thì cha mẹ ghét mình những việc gì? Cha mẹ không thích điều gì? Các con suy nghĩ xem nào. chúng ta có rất nhiều những cái thói xấu rất nhiều thói xấu nhưng mà có thể nói là có bốn thứ mà cha mẹ không thích ở nơi chúng ta đó là kiêu xa dâm dật <laughs> kiêu xa dâm dật bây giờ thầy giải thích nhanh này kiêu là kiêu ngạo hôm nay thầy cũng nghe thấy phụ huynh nói với thầy là con của mình có cái tính kiêu ngạo hơi biết hơn người một chút giỏi hơn bạn một chút là kiêu căng ngã mạng đây là một cái thói rất xấu phải khiêm tốn các con ạ à, không được kiêu căng ừ. chúng ta phải biết nhún biết nhường thầy nói ví dụ như trong lớp mà cô giáo yêu mình hơn bởi vì mình hay trả lời đúng này mình sung phong phát biểu này mình lại là lớp trường này đấy mình có vai trò nào đấy trong lớp này thậm chí là chỉ là tổ trường thôi nhưng mà cũng rất là rất là huynh hoang rất là kiêu, ca, kiêu căng vậy thì không tốt rồi đúng không nào cho nên cái kiêu căng cái kiêu ngạo này là một cái thói rất xấu mà cha mẹ không hề thích xuất hiện ở nơi các con cho nên là chúng ta phải hết sức học khiêm tốn cái bài học khiêm tốn này là một cái bài học lớn đấy chúng ta phải học tập cái tính khiêm tốn Không được đứng trước người Ở trên người Cái người mà thông minh sắc sảo Hơn người ấy Cứ tỏ ra là mình giỏi hơn người Là thường bị người khác đố kỵ Là chúng ta sẽ hay bị gặp Rất là gặp rất nhiều những cái Cái chướng nạn này trong cuộc sống Cho nên chúng ta học khiêm tốn Luôn luôn chúng ta phải Khiêm tốn với người Thì chúng ta sẽ được mọi người yêu mến rồi xa là xa hoa phung phí thầy nói ví dụ như ăn cơm là phải ăn hết không để lại một hạt nào đấy ăn xong nhiều bạn còn lấy cái nước canh tráng xong là ăn hết không để lại một cái hạt cơm nào không để rơi vãi một hạt nào vì sao mà các bạn lại làm được bởi vì các bạn đọc cái bài cảm ơn trước khi ăn đấy một hạt cũng phải nghĩ một hạt cơm một hạt gạo là công sức của các bác nông dân cho nên là các bạn ấy làm được là một hạt cơm hạt gạo cũng không để phung phí ăn hết đến tật hạt cuối cùng không bao giờ bỏ thừa bỏ mứa hết đấy đấy là chúng ta bắt đầu học cái tính gọi là, là tiết kiệm đấy tiết kiệm ở đây thầy kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện mà thầy nghe được này. Hòa Thượng Hải Hiền có một lần nói chuyện với một em bé nhìn thấy em bé ăn ăn cơm rơi một hạt cơm xuống chiếu thôi nhưng mà lại nhặt lên ăn thì Hòa Thượng nói là con là người rất là có phước và sau đó thì Hải kể một cái câu chuyện là có một ông vua ở nước này có hai người người ta xem bói rất là giỏi à, xem tướng số rất giỏi và nước này có một ông vua thì khi mà ông mời hai cái vị này đến mời đãi tiệc đấy đãi yến tiệc và trong cái bữa mà ăn cơm này thì nhà vua rất là vui M mới nói với hai cái vị mà xem tướng đoán mạng này, này. bảo là hôm nay ta rất vui các khanh có thể xem tướng đoán mạng cho ta được không? Ừ. Thế thì Hai cái vị này Mới ngẩn người ra Bảo sao hôm nay vua lệ Bảo mình xem tướng đoán mạng cho ngài Và hai người cùng nhìn Đức vua một chút Thì giật mình mặt tái nhợt Đấy Không dám nói Thì vua nói là các ngươi cứ nói Ta không trách tội Cứ nói Thế thì được phép nói rồi thì Phải nói Thế hai người này nói là Môn Tâu Đức Vua Cả hai chúng con đều thấy Đức Vua đoạn mạng Và đều sẽ Đều thấy là Đức Vua sẽ Mất ở trong Tức là sẽ băng hà trong đêm này Băng hà là chết đấy các con ạ Băng hà là chết thế thì nhà vua mới phá lên cười mới bảo là ta là ta khỏe mạnh như thế này làm sao mà ta có thể chết được thế thì xong cái bữa yến tiệc này thì hai cái người mà xem tướng đoán mạng này thì rất là sợ sợ nhiều thứ lắm sợ thứ nhất là nếu như mình đoán sai thì mình cũng mắc tội cho dù vua không trách phạt nhưng mà người khác cũng sẽ trách phạt mình nếu như ta mà đoán đúng Tức là nói tối nay vua chết Và nhớ may vua chết thật Thì kiểu gì Người ta cũng bảo là mình gờ mồm gờ miệng rủa cho vua chết Cho nên là rất là sợ mắc tội Cho nên là tối hôm Xong bữa yên tiệc đó là khăn gói là Là đi trốn Là đi trốn Đi xuyên đêm Đi cả đêm Tức là không nghỉ Càng xa càng tốt, càng xa càng tốt thì các con biết không khi mà tờ mở sáng rồi thì hai người này cũng khá mệt rồi Mới ngồi nghỉ ở đó Thì mới thấy từ đằng xa có một ông lão đi đến Ở giữa đường lại có một cái cây rất to Có một cái bụi cây rất to Thì hai người này mới đoán là Anh đoán thử xem là ông già sẽ đi bên phía bên trái Hay là đi phía bên phải Người thì đoán là ông ấy sẽ đi phía bên trái đến Người thì đoán ông ấy sẽ đi phía bên phải đến Thế thì ông già này không đi bên trái và không đi bên phải, ông đi ở giữa, bụi ông đi đến. Thế là cả hai đều đoán sai. Thì cả hai người này mới rất là sợ bảo hay là kỹ thuật xem tướng đoán số của mình nó nó là nó nó không còn linh nghiệm nữa. Rất là sợ. Thế thì khi ông lão này đến nơi thì mới chấn an bảo là các ngươi đừng đừng sợ, ta đến đây để giúp các ngươi thôi. Ta đã biết hết câu chuyện của hai người rồi. Câu chuyện thế nào? Tối hôm qua các ngươi đã đoán cho nhà vua là buổi tối nửa đêm băng hà. Là chết đấy. Nhưng mà vua không chết. Vì một lý do rất đặc biệt. Đó là buổi tối hôm qua đúng là vua ông vua ấy có bị ốm nhẹ thật sau đó là đi nghỉ đi lên giường nằm buổi chiều thì rất khỏe nhưng mà đến tối là ốm ở lên giường nằm thì mới bảo với người hầu là nấu cho một bát mì để ăn thì các con biết không trong lúc ăn thì một sợi mì rơi xuống chiếu ông vua này mới lấy tay nhặt lấy cái sợi mì này cho vào bát mình và đưa vào miệng và ăn hết bát thì cái cụ già này nói đáng ra là tối hôm qua nhà vua băng hà là chết. Nhưng mà chỉ vì cái công đức nhặt một cái 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 sợi mì cho vào bát mình để ăn thôi. Thế mà đã cứu được mạng vua. Bởi vì thân phận là một nhà vua thì một sợi mì nó có đáng gì đâu. Đúng không nào? Nhưng mà có thể tiết kiệm một sợi mì như vậy thì làm gương cho không biết là bao nhiêu người để học cái tính tiết kiệm của vua Cho nên chính nhờ cái công đức này Mà nhà vua đã thoát chết Tối hôm qua không chết Các con thấy không Tiết kiệm đấy Một một cái sợi mì thôi Mà cứu được cả mạng của mình Cho nên cái câu mà ân đức của cơm canh Một hạt cũng phải nghĩ đến các con đọc Các con thấy không Thầy thấy nhiều bạn ấy không phải bỏ một hạt đâu Mà bỏ cả hàng chục hạt Càng trăm hạt không ăn Vậy thì các con xem là mình bị tổn hao phước báu đến mức độ nào? Và ông lão nói rằng là thôi bây giờ các ngươi hãy quay về đi. Không sao cả, cứ về. Và thuật lại y chang cái lời ta vừa nói đây với vua. Thì vua sẽ không trách tội. Thì hai người này mới yên tâm quay về thì mới kể lại câu chuyện như vậy. Đáng nhẽ là vua như thế như thế. Nhưng mà vì vua nhặt một sợi mì lên ăn cho nên là mới không bị băng hà. Thì vua rất là ngạc nhiên và tha tội chết cho hai người này. Hoàn toàn đúng. Đấy và vua nói là như vậy, tiết kiệm là tiết kiệm phước báo. Các con thấy không? Cho nên không được xa hoa, không được phung phí. Quần áo chúng ta mặc chúng ta không thích nữa thì chúng ta cũng có thể tạm thời cất đi giặt sạch sẽ cất đi đến lúc nào đó gặp người khó khăn hơn chúng ta lại cho họ và không thể là ưa mới nới cũ đúng không nào có đồ chơi rồi có quần áo rồi có giày dép rồi lại muốn mua thêm có xe đạp rồi lại muốn mua xe đạp thêm ví dụ thế thì không nên đó là xa là một thói xấu xa hoa cha mẹ không thích là chúng ta phải bỏ rồi là ham muốn cái gì nó thái quá cũng không nên ví dụ như là có bạn là bố mẹ cho xem hoạt hình cứ xem mãi, bảo nghỉ cũng không nghỉ, đọc sách mà đọc sách mãi, nghe nhạc thì nghe nhạc mãi, đúng không nào? ăn cái gì là cứ thích ăn mãi cái món đấy cũng đều không được, nó quá lên là không được. cho nên nó có một cái đạo là đạo trung dung tức là nó vừa phải thôi ăn cũng không được no quá thì dạ dày nó sẽ rất là nhanh hỏng ừ. cũng không được đói quá uống nước cũng không được nhiều quá cũng không được ít quá vân vân mặc cũng không được nóng quá cũng không được lạnh quá đó cho nên là cái gì nó quá cũng không tốt và cái thói xấu thứ tư đó là phóng đãng không chịu làm việc lười biếng ham chơi, nhác làm. Thì lúc nãy các con cũng nói rồi. Nghe lời cha mẹ, cha mẹ dạy dỗ thì chúng ta phải biết nghe lời. Đó. Thì đây hôm nay thầy liệt kê cho chúng ta bốn cái thói xấu mà cha mẹ không thích. Chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất là kiêu ngạo. Thứ hai là không biết tiết kiệm. Thứ ba là yêu thích cái gì đó nó, nó thái quá và cái thứ tư là siêng ăn nhắc là không chịu làm việc mà lại muốn có cái ăn muốn có cái mặc thì đây đều là những thói xấu mà cha mẹ không thích thì chúng ta phải cẩn thận bỏ phải cẩn thận sửa thì bài hôm nay thầy Phúc hoàng chia sẻ chúng ta hai cái câu cha mẹ thích dốc lòng làm cha mẹ ghét cẩn thận bỏ thì các con cố gắng học tập và ghi nhớ và tuần này thì chúng ta sẽ ghi ra cho thầy Phúc Hoàng nha năm điều mà cha mẹ thích này và năm điều cha mẹ không thích ở chúng ta nhiều hơn càng tốt nhé các con lưu ý nhé nhưng ít nhất phải có năm điều không thích và năm điều mà cha mẹ thích đây chính là bài tập để chúng ta thực hành để chúng ta viết ra và chúng ta sẽ chụp ảnh gửi cho các thầy cô để các thầy cô xem và hôm tới học thì thầy sẽ mời chúng ta báo cáo vâng ạ xin cảm ơn các thầy cô giáo cảm ơn các con ạ